Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vào cuối năm 2003. Một gia đình phải ly tán, xa cách âm dương. Nhiều nạn nhân oan khuất, bị tước đoạt đi hơi thở một cách đau đớn, khủng khiếp. Những kẻ gây án mù quáng, máu lạnh. Một hành trình phá giải vụ án thần tốc, bất ngờ, nhưng cũng đầy gian truân, khó khăn và áp lực đè nén. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Thẳng, không. Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội là một địa danh có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến. Mảnh đất con người nơi đây đã xây đắp nên những giá trị và truyền thống văn hóa lâu đời. Sóc Sơn ngày nay vốn là hai huyện Đà Phúc và Kim Anh của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong số một thị trấn và 25 xã đơn vị hành chính trực thuộc huyện Sóc Sơn thì có xã Tiên Dược, xưa thuộc Tổng Tiên Dược, Phủ Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên. Trải qua những thăng trầm cùng lịch sử của đất nước, với nhiều lần sáp nhập và chia tách địa giới hành chính, Tiên Dược ngày nay gồm 7 thôn với tổng diện tích tự nhiên 1.373,4 ha và gần 5.000 hộ dân sinh sống. Tiên Dược được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Và càng ngày thì đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thế nhưng ở nơi đó đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động, bàng hoàng và vô cùng đau xót trong dư luận quần chúng nhân dân. Quay ngược lại thời gian, đã từ cuối năm 2003, nhưng mỗi khi nhắc lại về vụ án đặc biệt nghiêm trọng ấy thì người dân tại địa phương không ai là không khỏi rùng mình. Khoảng 17h30 đến 18h ngày 31 tháng 10 năm 2003, một khu tập thể nhỏ nằm trên địa bàn thôn Dược Hạ, thị trấn Tiên Dược, huyện Sóc Sơn vẫn như mọi ngày, rộn ràng tiếng nói, cười. Và vào giờ này thì hầu hết các hộ gia đình đều đã tề tựu chuẩn bị cho bữa cơm tối. Thì bất ngờ, từ phía một căn nhà cấp 4 trong khu tập thể bỗng phát ra một tiếng nổ chát chúa, khói bốc lên mù mịt, một số vật thể văng mạnh ra xung quanh. Người dân ở xung quanh lập tức chạy tới nơi, và trước mắt họ lúc ấy là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Bao trùm là một làn khói mờ dày đặc, toàn là những thứ mà bất cứ một người dân bình thường nào cũng chưa từng thấy trước đây. Phía bên trong của gian nhà rộng chừng 20m², một người nam thanh niên đã ra đi mãi mãi trong tư thế gục xuống ngồi dựa vào tường. Ngay cạnh đó, có một người phụ nữ, một em nhỏ và một em trai đang ở độ tuổi ăn học bị thương rất nặng, nằm rải rác xung quanh hiện trường phát ra tiếng nổ. Phải chứng kiến tận mắt thì mới có thể mường tượng được hết cái hình ảnh và bầu không khí khi đó. Thậm chí có một số người có mặt còn không thể đứng vững, bất giác ngồi thụp xuống. Ngay lập tức, thông tin vụ việc được báo tới cơ quan có thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, xác định rằng xảy ra tại một căn hộ trong khu tập thể Lữ đoàn 971 thuộc Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần. Đây là khu tập thể cán bộ công nhân viên quốc phòng, thế nên cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng đã thụ lý. Căn phòng cấp 4 phát ra tiếng nổ tại khu tập thể Lữ đoàn 971 được thuê lại và tạm trú bởi anh Nguyễn Văn Viện, công nhân tại nhà máy Hanen, hiện tại đang tạm trú tại đây cùng với gia đình. Các nạn nhân bao gồm chị Trần Thị Thanh Nhàn, vợ anh Viện, anh Nguyễn Văn Thắng là em trai ruột của anh Viện, hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Điện lực, em Nguyễn Hoài Anh là con gái đầu lòng mới lên 2 của anh Viện và chị Nhàn, và cuối cùng là em Thơ, gọi anh Viện là chú ruột, hiện tại đang theo học cấp 3 trung học phổ thông tại đây. Do trường ở cách xa nhà thế nên Thơ đến ở cùng với gia đình anh Viện. Hình sự. Hiện trường căn hộ nơi phát ra tiếng nổ ở thời điểm đó vô cùng thảm khốc, hoang tàn. Sức công phá khiến cho anh Thắng gục ngay tại chỗ. Cửa chính và cửa sổ của căn phòng cũng bật văng. Khói đen ám khắp các tường nhà, nhiều mảnh vỡ bắn ra tứ tung. Đồng thời, ba người bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch là chị Nhàn, em Hoài và em Thơ cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tại địa chỉ số 12 phố Chu Văn An, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc gần 30 km. Về phía cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, sau khi nhận thấy có nhiều dấu hiệu của vụ án hình sự, các nạn nhân lại không thuộc về lực lượng vũ trang, thế nên đã chuyển tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội khi đó đã lập tức cử những cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm xuống ngay hiện trường, trong đó bao gồm cả lực lượng kỹ thuật hình sự. Một nhân chứng gần như trực tiếp đã may mắn không bị thương tích, đó là em Thành, 11 tuổi, làng xóm của nhà anh Viện. Vào thời điểm phát ra tiếng nổ, em đang đi trên đường để trở về nhà của mình. Khi đi đến vị trí chỉ cách cửa nhà anh Viện có khoảng chừng 2m thì bỗng có một tiếng nổ lớn long trời lở đất phát ra, bắn văng cả cánh cửa. Hiện trường vụ án thì nằm cách đường quốc lộ khoảng 200m. Vụ nổ thương tâm với hậu quả vô cùng nặng nề này đã ảnh hưởng tới tâm lý của người dân trong khu vực.
thậm chí nó còn lan truyền đến cả các tỉnh lân cận, gây xôn xao trong quần chúng nhân dân. Thậm chí giao thông cũng bị ảnh hưởng và đình trệ. Tại tuyến quốc lộ 3 chạy qua khu vực hiện trường đã nhanh chóng trở nên tắc nghẽn dài tới khoảng 2 cây số. Và để giải tỏa, thì lực lượng công an huyện Sóc Sơn đã phải huy động nhiều lực lượng với tối đa cán bộ chiến sĩ có mặt làm nhiệm vụ. Qua tiếp cận bước đầu, đội ngũ kỹ thuật hình sự đã đưa ra nhận định rằng đây là một vụ nổ mìn rất nghiêm trọng. Thuốc nổ là loại hay được dùng trong khai thác đá. Và khi mà quả mìn phát nổ, thì khi đó nó đang nằm trên tay của nạn nhân Thắng nên đã không tạo ra hố nổ. Như vậy thì vào lúc này, hàng loạt câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau được đặt ra. Bởi nhận định thì là như vậy, thế nhưng tạm thời trước mắt cũng chưa thể làm rõ được đây là loại mìn gì, thành phần ra sao, được chế tạo như thế nào. Liệu rằng nó có sẵn ở trong nhà một ai đó hay là nó đã được đưa đến đây? Và làm như thế nào thì nó nổ được? Tuy rằng là hiện trường không có nhiều sự xáo trộn phá hỏng về dấu vết manh mối chứng cứ, tuy nhiên đứng trước hiện trường của vụ nổ, các điều tra viên đã gặp phải vô vàn khó khăn. Sự công phá từ quả nổ gần như đã xóa sạch mọi dấu vết quan trọng. Và vào lúc này thì đội ngũ giám định đã phải căng mình làm việc vô cùng thận trọng tỉ mỉ. Các anh tiến hành thu thập tất cả các mảnh vỡ dù là nhỏ nhất lẫn trong khói bụi và nằm dưới đống ngổn ngang bằng mọi nỗ lực nhằm truy tìm ra được manh mối. Hoàng tạm. Sau một thời gian miệt mài, lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm thấy một vài mảnh vỡ mà khi ghép lại thì có thể hình dung ra được ban đầu. Đó là một chiếc đài cassette. Lập tức, manh mối này được đưa vào triển khai. Qua khai thác thông tin trong nhà, các anh biết được rằng gia đình anh Viện không hề có vật này. Trong khi đó thì các dấu vết vỡ, vết khói trên những mảnh kim loại và mảnh nhựa của chiếc đài cassette này cũng đã cho thấy đây chính là thứ được dùng để ngụy trang kíp nổ bên trong. Từ những dự kiện cho thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ban chuyên án đã được thành lập và trước mắt tập trung vào hướng mâu thuẫn thủ tức cá nhân. Quay trở lại với các nạn nhân, ngoài anh Thắng đã ra đi vĩnh viễn ngay tại hiện trường trong tư thế ngồi gục dựa vào tường, thì ba người còn lại đều trong tình trạng nguy kịch và lập tức được đưa đi cấp cứu. Thế nhưng, dù đã được tận tình cứu chữa, được sử dụng những thiết bị y tế và phương pháp hiện đại tân tiến nhất, thì hơi thở của cả ba nạn nhân vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc, trong khi đội ngũ y tế đã không quản ngày đêm dành ra sự sống với tử thần từng giây từng phút. Người duy nhất trong gia đình may mắn thoát khỏi tử nạn là anh Nguyễn Văn Viện. Nguyên cớ thì cũng rất là vô tình. Vào khoảng thời gian xảy ra vụ nổ, anh Viện vừa mới rời khỏi nhà để vào các làm việc được khoảng 1 giờ đồng hồ. Nghe tin mọi người báo rằng gia đình gặp nạn, anh đã tức tốc bỏ dở công việc để mà chạy về nhà chào đón người đàn ông ấy. Khi đó chỉ còn lại là căn phòng hoang tàn đổ nát và khét lẹt mùi cháy, mùi khói cùng với vô cùng những tin buồn đau thương. Để rồi, cho đến những giờ phút cuối cùng thì sự may mắn không nằm ở phía anh. Chị Nhàn và em Hoài đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn ra đi. Như vậy là tính đến giờ phút này, vụ nổ đã chính thức lấy đi mạng sống của ba người. Nạn nhân thứ tư là cháu của anh Viện thì cho đến lúc này vẫn chưa rõ được mệnh hệ. Trước khi lấy chị Nhàn, anh Viện cũng đã từng có một mối tình khác, cũng nồng nàn thắm thiết, tưởng chừng là sẽ đi đến hồi kết nhưng cuối cùng thì lại sa ngang bỏ dở. Cô người yêu cũ của anh xinh đẹp, cô ấy sinh năm 1977 trong một gia đình gia giáo ở xã Sơn Tiến, huyện Thịnh Đán, tỉnh Thái Nguyên. Từ nhỏ thì cô đã có tiếng là học giỏi và chăm ngoan, thế nên được mọi người rất yêu mến. Tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào trường đại học nông nghiệp 3 tại Thái Nguyên với một số điểm rất cao. Vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, cô cũng đã từng khiến cho nhiều chàng sinh viên phải chết mê chết mệt mình. Thế nhưng suốt cả cái quãng đời sinh viên hoa mộng ấy, cô gái này đã bỏ qua những lời ong bướm để mà dồn hết tâm sức cho sự nghiệp đèn sách của mình. Ra trường, cô gái tài sắc được gia đình xin cho vào làm việc tại Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn Tật Hà Nội trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và cũng trong khoảng thời gian này thì mối tình đầu đã gõ cửa trái tim cô. Không ai khác, ấy chính là anh Viện. Khi ấy còn làm việc tại công ty Pentax thuộc khu công nghiệp Sài Đồng, Gia Lâm. Nồng cháy với tình đầu là thế. Thế nhưng mối tình của cô với anh Viện lại chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy có một năm. Và rồi thì cũng chỉ vì những giận hờn vu vơ mà cả hai người đã không đến được với nhau. Sau đó thì anh Viện lập gia đình. Vốn ngỡ tưởng rằng mình cũng sẽ được hạnh phúc giống như bao người. Bao nhiêu ước mơ, phấn đấu, hy sinh, anh đặt tất cả vào gia đình. Vậy mà giờ đây, bỗng chốc tan thành khói bụi. Giống để phục vụ cho công tác điều tra sớm ngày truy tìm được thủ phạm, các tổ trinh sát đã được cử đi thu thập thông tin liên quan đến gia đình anh Viện. Thời điểm xảy ra vụ án, anh này không có mặt ở nhà nên không cung cấp được gì nhiều. Hơn nữa thì bản thân anh Viện bị sang chấn tâm lý, luôn ở trong vòng xoáy của sự ám ảnh bởi ra đi của vợ và con gái,
Thế nên anh Viện cũng chẳng nghĩ ngợi được gì. Và nếu như có thì đó cũng là những thông tin mà anh cung cấp được cho ban chuyên án khá là vụn vặt, khó chấp nối liên kết lại với nhau thành một mạch nhất quán. Nạn nhân còn lại là cháu của anh Viện thì vẫn còn đang nguy kịch và lại tiếp tục được cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, nên cơ quan điều tra chưa thể lấy được lời khai. Trong lúc mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, thì thông tin từ phía bệnh viện báo về, vợ và con anh Viện sau quá trình điều trị cũng đã tử vong. Thông tin này không chỉ gây ra một xúc động mạnh đến những người đang điều tra vụ án mà nó còn tạo ra một áp lực vô cùng lớn, buộc các anh phải sớm bắt được hung thủ. Với một quyết tâm cao độ phá giải vụ án bằng mọi giá, không chịu dừng chân, các điều tra viên đã bắt đầu đưa ra những hướng nghi vấn. Điều đầu tiên mà các anh tập trung vào tìm hiểu đó là mâu thuẫn của từng người trong gia đình anh Viện. Và có thể nói thì ở thời điểm này, cả vụ án dường như bị bao phủ bởi một làn khói mơ hồ. Cuối cùng, sau nhiều công sức tìm kiếm nhân chứng, thu thập thông tin, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, ban chuyên án đã lần ra được một manh mối vô cùng quan trọng. Đó là việc vào ngày xảy ra vụ án, từng có hai người lạ mặt xuất hiện. Thậm chí nhân chứng cũng nhấn mạnh rằng hai người này khả năng cao là chưa từng được nhìn thấy tại địa phương. Vào ngày hôm đó, họ đã hỏi về đường tới nhà anh Viện. Thậm chí có người còn nhìn thấy một trong hai người lạ mặt này còn mang một hộp quà vào nhà anh Viện rồi rời đi ngay lập tức. Với thông tin như vậy thì tạm thời trước mắt có thể đưa ra nhận định là khả năng cao rằng hai người lạ mặt kia có liên quan đến vụ án. Hai người, một nam, một nữ, xuất hiện ở khu vực nhà anh Viện ở thời điểm xảy ra vụ nổ đã giúp các điều tra viên mở ra một nút thắt. Thế nhưng, việc xác định được nhân thân của hai người này lại là một điều vô cùng khó khăn khi mà thông tin về họ là những điều vô cùng mập mờ. Họ là ai? Có quan hệ gì đối với các nạn nhân? Đó là những câu hỏi không dễ để có được lời giải đáp ngay lập tức. Thông tin. Qua sàng lọc, các điều tra viên cũng không thu thập được thông tin gì về các mối quan hệ bạn bè, làm ăn, thủ tức của gia đình nạn nhân với người có hình dạng giống như nhân chứng miêu tả. Trong vụ án này, lực lượng kỹ thuật hình sự đã đưa ra nhận định, để có thể thực hiện một vụ nổ tinh vi như trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, thì kẻ gây án phải là một người am hiểu về thuốc nổ. Và đây là một chi tiết hết sức đáng lưu tâm. Quay trở lại với anh Viện, kể từ khi được động viên an ủi và tỉnh táo dần sau cú sốc quá lớn, anh đã luôn cho rằng rất có thể nạn nhân trực tiếp trong vụ án này mà kẻ gây án muốn nhắm đến là bản thân anh, chứ không phải là bất kỳ ai khác trong gia đình. Theo những tài liệu thông tin thu thập được, ban chuyên án cuối cùng đã dựng lên một tình huống phạm tội. Cụ thể thì vào ngày 31 tháng 10 năm 2003, như những gì mà các nhân chứng cung cấp, thì có một cặp nam nữ lạ mặt chở nhau trên xe gắn máy tới khu vực nhà anh Viện. Tại đây, chúng có hành động dò hỏi rất cặn kẽ và cụ thể đâu chính xác là nhà của anh Viện. Sau khi được xác nhận, người đàn ông lạ mặt đã để người nữ giới cùng phương tiện di chuyển ở lại rồi tự mình đi đến nhà anh Viện, trao một hộp quà rồi rời đi ngay lập tức. Đồng thời tại hiện trường còn có mẩu giấy được xác định là dán lên trên vỏ đài cassette rằng nhờ Viện sửa giúp. Toàn bộ các chi tiết này đã chỉ ra rằng anh Viện hoàn toàn có thể chính xác là mục tiêu nhắm đến của kẻ gây án. Sau nhiều lần được cơ quan điều tra tiếp cận làm việc, thì cuối cùng anh Viện đã bắt đầu có những hồi tưởng quan trọng. Theo lời mà anh Viện kể, thì trước đây anh từng có mối quan hệ quen biết và yêu đương với một cô gái có tên là Lan. Sau này chia tay, chấm dứt mối quan hệ và mỗi người thì đều có cuộc sống riêng của mình. Cách thời điểm xảy ra vụ án ít lâu về trước, có lần anh Viện nhận được một cuộc điện thoại lạ. Từ phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông tương đối cục cằn thô lỗ. Gã đã buông lời chửi bới, hỏi han về mối quan hệ giữa anh Viện với người con gái có tên là Lan trước đây. Và bởi vì do chẳng còn có liên quan gì nữa, thế nên anh Viện cũng đã nổi nóng và lớn tiếng lời qua tiếng lại với gã đàn ông đó. Cuối cùng, gã đàn ông đã buông lời đe dọa. Liệu rằng người đàn ông thô lỗ từ cuộc điện thoại lạ có phải là kẻ gây án, là kẻ đã rắp tâm làm đúng những gì mà hắn ta đe dọa? Hai người lạ mặt, một nam, một nữ là ai? Họ có thực sự có liên quan đến vụ án xảy ra đối với gia đình anh Viện hay không? Và nếu như có, thì họ đóng vai trò như thế nào? Liệu rằng còn có một chuyện gì đó từng xảy ra ngoài cuộc điện thoại lạ kia mà anh Viện nhất thời chưa nghĩ ra hay không? Đâu mới là lời giải cho câu đố vô cùng hóc búa, chân tướng là gì? Hành trình phá giải vụ án sẽ được tiếp tục diễn ra như thế nào? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Tiếp nối phần 1, liệu rằng người đàn ông thô lỗ từ cuộc điện thoại lạ đó có phải là kẻ gây án, là kẻ đã rắp tâm làm đúng những gì mà hắn ta đe dọa? Hai người lạ mặt, một nam, một nữ là ai? Họ có thực sự có liên quan đến vụ án xảy ra đối với gia đình của anh Viện hay không? Và nếu như có, thì họ đóng vai trò như thế nào?
Liệu có còn một chuyện gì đó đã từng xảy ra ngoài cuộc điện thoại lạ kia mà anh Viện nhất thời chưa nghĩ ra hay không? Đâu mới là lời giải cho câu đố vô cùng hóc búa, chân tướng là gì? Hành trình phá giải vụ án sẽ được tiếp tục diễn ra như thế nào? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Lộ Diện. Quay trở lại với những thông tin quý giá mà anh Viện cung cấp, dù là vào thời điểm cách vụ án xảy ra đối với gia đình anh đã trôi qua nhiều ngày không có tiến triển, thế nhưng nó lại là những tình tiết vô cùng quan trọng giúp khai mở được nút thắt và ghép lại những mảnh manh mối rời rạc, đồng thời làm rõ được nhân thân, lai lịch và hành tung của những kẻ tình nghi mơ hồ. Sau khi kể về cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới khơi gợi lại chuyện cũ của anh Viện với cô người yêu cũ tên Lan và buông lời đe dọa, thì kể từ đó anh Viện coi như là chẳng có gì nữa, không liên lạc lại cũng chẳng mấy bận tâm. Bởi vì đơn giản anh nghĩ rằng đó chỉ là những lời lẽ khích bác dọa nạt khi xảy ra to tiếng, cự cãi lời qua tiếng lại giữa hai người đàn ông có mối quan hệ với một cô gái mà thôi. Và đúng thật, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng khó mà ngờ được chuyện tồi tệ và khủng khiếp đến mức như vậy có thể xảy ra được. Đi sâu và tìm hiểu về các đầu mối trong thông tin mà anh Viện cung cấp, ban chuyên án mới lần ra được cô người yêu cũ của anh Viện có tên đầy đủ là Lại Thị Kiều Lan, sinh năm 1977. Trước đây khi còn ưu đương với anh Viện thì công tác tại Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Hà Nội trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Còn hiện tại thì đang làm việc tại công ty khoáng sản Bắc Cạn. Thời gian gần đây Lan đã có bạn trai và hai người chuyển về sinh sống với nhau như là vợ chồng. Từ chi tiết đắt giá này, xác định rằng Lan ở hiện tại đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Các điều tra viên đã đánh giá nó hoàn toàn rất có thể là một cơ hội rõ ràng để có thể lần ra được kẻ gây án. Ngay lập tức, một tổ công tác đã được cử lên Bắc Cạn để xác minh. Tại đây các anh đã làm rõ được Lan hiện tại đang yêu và sống chung với một người bạn trai có tên đầy đủ là Ngô Mạnh Hùng, sinh năm 1971, thường trú tại phòng số 16 tập thể Tổng To, thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Hiện là cán bộ khảo sát cho công ty tư vấn xây dựng Bắc Cạn và theo học tại chức tại Đại học Thủy lợi. Qua bám địa bàn và nắm tình hình, các trinh sát ghi nhận rằng đôi uyên ương Hùng Lan hàng ngày khá kín tiếng, ít tiếp xúc với hàng xóm và không có mâu thuẫn điều tiếng với mọi người xung quanh. Mặc dù mọi thứ của cặp đôi này rất êm đềm, thế nhưng thông qua nhận dạng thì các trinh sát nhận thấy dáng vẻ bên ngoài của Hùng có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng tình nghi đi xe máy đến nhà anh Viện qua lời mô tả của nhân chứng. Đồng thời, khi đi sâu vào lý lịch nhân thân của Hùng, các anh nhận thấy có một điểm vô cùng quan trọng. Đó là việc trong quá khứ, Hùng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đi bộ đội và phục vụ trong quân ngũ 5 năm. Đến năm 1995 thì xuất ngũ về quê. Và trong quá trình này thì Hùng được tiếp cận và có kiến thức cũng như kinh nghiệm về các loại vật nổ. Cuối cùng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và sau khi thu thập, củng cố và sàng lọc các thông tin chứng cứ, cả hai đối tượng Ngô Mạnh Hùng và Lại Thị Kiều Lan đã tra tay vào cổng số 8 theo lệnh bắt khẩn cấp vào lúc 11 giờ trưa ngày 5 tháng 11 năm 2003 ngay tại khu tập thể Tổng To, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Cạn. Món quà của tử thần. Đối diện với các điều tra viên trên bàn làm việc, ban đầu cả hai đối tượng Lan và Hùng đều một mực phủ nhận, chối tội và liên tiếp đưa ra những chứng cứ ngoại phạm cho bản thân, nghe qua tưởng chừng là rất hợp lý. Thế nhưng tất cả sự quanh co cáo già của các đối tượng đều không qua được mắt của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng vụ án để rồi kết luận đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó hành động của các đối tượng là vô cùng tàn nhẫn, máu lạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Tận dụng từng sơ hở nhỏ nhất trong lời khai của các đối tượng, các điều tra viên đã tấn công trực diện khiến cho Lan và Hùng không thể im lặng mãi. Và sau 24 giờ đấu tranh khai thác thì cuối cùng cả Hùng và Lan đều đã phải cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cụ thể, sau khi Lan và anh Viện chia tay nhau rồi hay tin anh Viện lập gia đình, phần vì quá tuyệt vọng muốn chạy trốn mối tình đầu tan vỡ, phần vì Lan ở Hà Nội vừa tránh ngành tránh nghề mà vừa có mức thu nhập không đủ tiền thuê nhà và trang trải được cuộc sống, nên sau đó Lan đã được gia đình xin cho về làm việc tại công ty khoáng sản Bắc Cạn. Ở một môi trường làm việc mới mà phần đông cán bộ công nhân viên là nam giới, cô kỹ sư nông nghiệp xinh đẹp mặn mà 25 tuổi Kiều Lan trở thành tâm điểm được nhiều chàng trai quan tâm săn đón. Sau những sóng gió tình đầu, con tim của Lan đã vui trở lại khi gặp được chàng kỹ sư trẻ Ngô Mạnh Hùng. Hùng là nhân viên công ty tư vấn xây dựng Bắc Cạn, đẹp trai, chú đáo vượt từng trải. Và mỗi khi ở bên Hùng thì Lan luôn có được cảm giác được che chở, vỗ về. Hai người đã tính đến chuyện sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Từ đầu năm 2003, hai người chính thức yêu nhau. Sau đó không lâu, Lan dọn về sống chung với Hùng tại căn phòng tập thể của Hùng được công ty phân cho tại phòng số 16 thuộc tập thể Tổng To. Trong quá trình chung sống, biết rõ ràng rằng Lan không còn trinh trắng nữa, thế nên Hùng đã đổi thái độ, căn vặn đủ kiểu về quá khứ,
buộc Lan phải thú nhận về mối tình đầu với anh Viện mà cô chỉ muốn đào sâu chôn chặt chúng. Cũng từ khi phát hiện ra Lan đã mất đi cái ngàn vàng, Hùng không những là hăm hè lắm chuyện mà còn giang tay tát Lan đến nổ đom đóm mắt và liên tục mang những chuyện cũ của Lan ra để nhức mắt đầy nhiễm mỗi ngày. Thậm chí có lần do quá tuyệt vọng khi phải chung sống với một con người vũ phu, Lan đã nói thẳng với Hùng rằng nếu như cứ dằn vặt nhau mãi như thế này thì thôi, hãy chia tay nhau đi. Không ngờ nghe xong, Hùng không những là không có lời đàng hoàng tử tế mà còn nổi khùng nổi điên, lên gần lên cốt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Lan. Rồi sau đó là chuỗi ngày Hùng để ý thấy rằng Lan vẫn âm ỉ khóc đau đớn cho mối tình đầu. Hùng mới nổi cơn ghen tầm bạch. Hắn ta buộc Lan phải gọi điện cho anh Viện để cho hắn nói chuyện. Rồi Hùng văng hết những lời lẽ thô thiển, tục tĩu, cục cằn, lại còn cho rằng anh Viện là một kẻ sở khanh, chẳng đáng là mặt đàn ông khi đã lừa gạt phụ bạc một người con gái ngây thơ trong trắng giống như Lan. Trong lúc lời qua tiếng lặng, Hùng càng cảm thấy căm tức hơn khi bị anh Viện có lần đáp trả rằng tao thải nó ra cho mày đấy. Cho rằng là bản thân bị xúc phạm một cách sâu sắc và cay cú mù quáng, Hùng đã hạ quyết tâm sẽ trả thù anh Viện bằng được. Hùng mang chuyện này kể lại cho Lan và tuyên bố rằng mình sẽ bằng mọi giá đi tìm anh Viện để dạy một bài học. Còn về phần Lan, vào thời điểm đó thì Lan chỉ nghĩ đơn giản rằng Hùng cung lắm thì chỉ nói chuyện bằng nắm đấm thôi. Và Hùng cũng rất quả quyết điên loạn nên Lan không dám cằn nhằn. Thế nhưng Lan sẽ không bao giờ ngờ được rằng Hùng đã rắp tâm đến vậy. Và rằng rồi đời cô cũng đã tàn kể từ cái ngày. Để thực hiện được vụ trả thù tình khủng khiếp này, Hùng đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và ấp ủ từ khoảng tháng 8 năm 2003, khi ấy Hùng đang làm đồ án tốt nghiệp đại học tại chức. Với những hiểu biết và kinh nghiệm có liên quan tới vật nổ từ khi còn phục vụ trong quân đội, Hùng đã lùng sục đồ nghề qua môi giới của một người nhân viên tại hạn 1 công ty xây dựng công trình giao thông 244 có tên là Phạm Thế Duyên. Hùng mới biết được có một đối tượng tên là Hoàng Văn Tính là công nhân làm việc tại mỏ đá Khuế Vàng, nhưng lại thường xuyên ăn trộm thuốc nổ của nơi làm việc sau đó bán ra ngoài để kiếm tiền. Từ đây, Hùng móc nối với Tính và đặt mua hàng của Tính. Song song cùng với đó, Hùng móc nối và mua được thành công kíp nổ từ tay của một đối tượng có tên là Nông Thị Thiên. Khi có đủ đồ, bao gồm 2kg chất nổ loại thuốc pháo kali clorat có công thức hóa học là Caselo-3, 10 kíp nổ và 10 kíp điện, Hùng đi mua một chiếc đài cassette của Trung Quốc sản xuất loại nhỏ, mở bung ra rồi bỏ đi linh kiện bên trong, sau đó chế tạo quả bom và đặt vào, lắp lại vỏ đai sao cho chỉ cần vặn chiếc áp âm lượng thì sẽ kích nổ quả bom. Hoàn thành xong cái thứ khủng khiếp ấy, Hùng dán một tờ giấy lên vỏ đai với dòng nhắn là nhờ Viện sửa giúp. Sau đó thì đặt chiếc đài vào trong một hộp các tông rồi gói bọc lại, trông rất đẹp và sang trọng. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến với một kẻ máu lạnh như Hùng. Ngày 31 tháng 10 năm 2003 là cái ngày định mệnh đối với cuộc đời Lan, biến một cô gái xinh đẹp hiền lành thành kẻ đồng phạm thực hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Vào buổi trưa ngày hôm đó, khi mà Lan vừa mới đi làm về thì Hùng giục Lan là cùng đi xuống Thái Nguyên. Đi được nửa đường, Hùng mới nói về ý định sẽ xuống tay với anh Viện cho Lan nghe. Vừa nghe Hùng dứt câu, Lan vô cùng sợ hãi và lại càng muôn phần bất an hoảng hốt hơn khi mà Hùng buông lời đe dọa rằng nếu như Lan không nghe theo Hùng thì hắn ta sẽ cho cả hai cùng thăng thiên ngay lập tức. Thế là Lan câm lặng theo đúng nghĩa đen. Từ Bắc Cạn đi qua tỉnh Thái Nguyên, Hùng không chờ Lan về nhà mà lại đi thẳng xuống Sóc Sơn tìm đường đến nhà Viện. Gần đến nơi, Hùng bảo Lan đứng chờ, còn bản thân hắn thì thuê xe ôm và đi vào khu tập thể lữ đoàn 971 và gõ cửa nhà anh Viện. Tại đây, Hùng gặp chị Nhàn thì đưa hộp và giả bộ nói rằng đây là quà gửi cho anh Viện và dặn khi nào anh Viện về thì mới được mở ra. Giao quà xong, Hùng trở lại chỗ Lan đứng đợi và cả hai vội vàng quay trở lại Bắc Cạn. Đi làm, sinh hoạt bình thường như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ở phía gia đình anh Viện, mọi chuyện lại không được như toan tính của Hùng. Vào ngày hôm đó, anh Viện đi làm vắng nhà, chỉ còn có chị Nhàn, em Hoài và Thắng và em Thơ ở nhà. Khoảng 18 giờ, khi mà Thơ vừa mới đi chợ về thì thấy Nhàn và anh Thắng đang lúi húi ở trước cửa nhà. Trên tay chị Nhàn là một vật trông giống hộp bánh. Khi anh Thắng bóc vào hộp ra thì thấy đó là một chiếc đài cassette to hơn viên gạch một chút. Còn tiếp sau đó, hình ảnh cuối cùng là việc anh Thắng bật công tắc và vặn chiếc áp. Tử thần đã lập tức ập tới và lấy đi hơi thở của ba người. Và người duy nhất may mắn sống sót thì cũng không thể tránh khỏi thương tật nặng nề lên tới 94%. Khoảng 3 ngày sau đó, Hùng quay trở lại Sóc Sơn để nghe ngóng tình hình và biết rằng anh Viện vẫn an toàn. Sau đó Hùng lặng lẽ quay lại Bắc Cạn và kể lại những tin tức mà mình nghe ngóng được, rồi cùng với Lan bàn bạc lên kế hoạch và thống nhất lời khai đề phòng trường hợp bị bắt.
cả hai trở lại cuộc sống bình thường cho đến 11 giờ trưa ngày 5 tháng 11 năm 2003 thì bị bắt. Bản án cuối cùng. Ngày 16 tháng 3 năm 2003, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ra cáo trạng truy tố chủ mưu Ngô Mạnh Hùng về hai tội danh tước đoạt sinh mệnh người khác và chế tạo sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ. Truy tố Lại Thị Kiều Lan về hành vi tước đoạt sinh mệnh người khác. Các trường hợp cung cấp nguyên liệu chế tạo cho Hùng là Duyên, Tính, Thiên đều bị truy tố về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Sau đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch sẽ mở phiên tòa xét xử vào ngày 28 và 29 tháng 4. Tuy nhiên thì phiên tòa dự kiến này đã phải hoãn xử để bổ sung hồ sơ. Lý do là bởi đối tượng Nông Thị Thiên theo cáo trạng cũng chỉ bị kết án về tội mua bán trái phép vật liệu nổ, nhưng sau khi xem xét lại hồ sơ, bổ sung thêm tội danh tàng trữ trái phép vật liệu nổ đối với Thiên. Sau đó 2 tháng, vào ngày 28 tháng 6 năm 2003, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa công khai xét xử vụ án. Trước vảnh móng ngựa có đầy đủ tất cả 5 bị cáo, bao gồm Hùng, Lan, Duyên, Tính, Thiên. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn từng bị cáo và trước tòa thì tất cả các bị cáo đều thành khẩn nhận tội. Được gặp nhau ở tòa sau nhiều tháng xa cách, bị cáo Hùng đã khóc và nói với bị cáo Lan rằng: "Nếu may mắn được chung thân thì sau này anh sẽ bù đắp cho em." Nghe những lời ấy của người yêu, bị cáo Lan chỉ thấy nước mắt ứa ra và cũng không biết là nên giận hay nên thương nữa. Về phía bị hại, anh Viện đề nghị chủ tọa phải nghiêm khắc dành cho hai bị cáo Hùng, Lan mức án cao nhất. Và khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo Hùng và Lan đều khóc một cách nức nở, xin hội đồng xét xử khoan hồng. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Mạnh Hùng tổng hợp mức án là tử hình. Bị cáo Lại Thị Kiều Lan với vai trò đồng phạm giúp sức đắc lực cho bị cáo Hùng thực hiện hành vi phạm tội, nhận mức án chung thân. Ba bị cáo Duyên, Tính, Thiên buộc phải chấp hành hình phạt tù với tổng cộng mức án 15 năm. Không lâu sau khi tòa tuyên án tử, tử tội Ngô Mạnh Hùng đã phải ra pháp trường để trả giá cho hành vi độc ác của mình. Về phần Lan của ngày ấy, thì cũng có những người biết chuyện hay là tới dự khán không khỏi trào lên nỗi day dứt lẫn xót thương cho một kiếp hồng nhan đào hoa bạc mệnh. Biết đâu, nếu như không vướng vào tội ác thì có lẽ Lan cũng đã có một gia đình nhỏ yên ấm hạnh phúc, điều mà bản thân bị cáo và gia đình vẫn hằng ảo ước. Chỉ vì một chữ tình mà Lan đã tự đẩy số phận mình vào thảm cảnh bi thương không lối thoát. Những tháng năm sau, sau phiên phúc thẩm, Lại Thị Kiều Lan được đưa đến thụ án tại trại giam Xuân Nguyên thuộc cục C10 Bộ Công an đóng trên địa bàn hai xã là Lại Xuân và Liên Khê thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cũng từ ngày ấy, Lan là một trong những nữ phạm nhân mang án tù chung thân đặc biệt nhất tại nơi đây. Dù đã và vẫn tiếp tục trải qua những ngày tháng sau song sắt, thế nhưng phạm nhân Lan vẫn không đánh mất đi sự nhẹ nhàng, rụt rè và chân chất của mình. Câu chuyện về một nữ cử nhân trẻ đẹp, có công ăn việc làm ổn định, chỉ vì hận thù tình cũ mà chọn gây ra tội ác tay chơi, để rồi thay vì được sống một cuộc sống tự do hạnh phúc, có được học tập, được cống hiến, thì lại phải sống những ngày tù tội, trả giá cho tội lỗi bằng bản án tù chung thân. Có lần được gặp, Lan đã kể lại chuyện cũ trong tiếng nức nghẹn, nước mắt nhòe nhòe đi cả gương mặt. Lan hãy còn nhớ như in những ngày đầu mà cô cùng với Hùng cùng bị bắt vào trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội. Mọi cánh cửa như đóng sập ngay trước mắt. Những người ở bên cạnh cô khi ấy toàn là những đối tượng buôn người, trộm cắp, lừa đảo. Môi trường ấy phải rất lâu về sau Lan mới quen được. Và cũng trong cái thời kỳ tạm giam, Hùng khi ấy đã nhắn nhủ rằng anh ta thương Lan lắm, chỉ vì sự ngu ngốc, hèn hạ, ích kỷ mà Hùng đã tự tay kết thúc cuộc đời của mình và đẩy người con gái anh ta yêu hơn bất cứ ai khác vào phòng tù tội. Cho đến sau hàng chục năm thụ án trong trại giam, Lan vẫn giữ nguyên được cái vẻ ngơ ngác hiền lành giữa những người bạn tù trong trại. Trong tù, Lan trách Hùng một thì lại tự trách mình 10. Giá như vào cái ngày đó, Lan quyết liệt hơn, ngăn chặn ý định đen tối của Hùng đến cùng thì biết đâu là mọi việc đã khác. Lan kể rằng, cũng có nhiều đêm Lan mới thấy Hùng, nhưng là những ngày mà hai người còn mặn nồng vui vẻ. Có lẽ đó cũng là niềm an ủi duy nhất cho tâm hồn Lan khi mà nghĩ về người đàn ông đã đẩy cuộc đời mình vào bi kịch. Lan khóc và nói, nhiều khi nghĩ với cái án tù chung thân, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội về nhà để có thể gặp được cha mẹ già yêu. Sau tất cả những bi kịch xảy ra, cô chẳng còn dám mong cầu vào hạnh phúc cho riêng mình nữa. Chỉ mong cải tạo được tốt để có thể sớm được trở về với gia đình, sống thanh thản ở quãng đời còn lại. Thế nhưng, có một sự thật, không ít thì nhiều rằng, ở phần đời còn lại sẽ rất khó để cho Lan có thể tìm lấy được một phút giây bình yên thanh thản cho tâm hồn mình, sau tất cả những tội ác đã gây ra.
nỗi đau chưa nguôi. Người duy nhất sống sót sau khi món quà của Hùng thực hiện cái nhiệm vụ của nó là Nguyễn Văn Thơ, người cháu ruột của anh Viện khi ấy đang học trung học phổ thông đến ở nhờ nhà chú để tiện cho việc học hành. Nhiều năm đã trôi qua, thế nhưng mỗi lần đi ngủ, Thơ vẫn phải quấn chặt chăn trên đầu. Cứ có tiếng động là anh lại giật mình, lùi vào góc giường run rẩy. Ám ảnh từ vụ án kinh hoàng vẫn còn đeo đẳng mãi. Thơ tỉnh lại trong tình trạng hai con mắt bị bỏng hoàn toàn, thứ còn lại ở nơi từng là mắt giờ chỉ còn là rãnh sâu. Cả sống mũi dập nát, một bên quai hàm vỡ và nhiều vết sẹo trăng chít ở cổ và ngực. Chịu thương tật 94%, đôi mắt không còn, một bên tai không còn nghe được nữa, dập xương quai hàm, sống mũi, cơ thể trăng chít sẹo, một vết ở đầu vĩnh viễn không bao giờ mọc được tóc nữa. Thì cả những ước mơ, một thời tuổi trẻ cũng tan thành mây khói sau vụ trả thù tình. Đau đớn hơn là khi giờ đây, Thơ vẫn ngày ngày phải chịu đựng mọi nỗi đau về tinh thần và thể xác. Đã ngoài 30 tuổi, thế nhưng Thơ vẫn có giọng nói dáng hình của một cậu học sinh lớp 10 với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m50 và nhờ cậy vào sự chăm sóc của người mẹ già yếu. Giờ đây cứ mỗi lần lại gần bếp gas, cảm thấy nhiệt, thấy lửa là Thơ lại cảm thấy sợ hãi. Kể lại về cái ngày ấy, Thơ nhớ rằng mình đã phải trải qua nhiều đợt điều trị dài ngày tại các bệnh viện Bạch Mai, Sanh Pôn, rồi chuyển về bệnh viện ở Sóc Sơn. Ít lâu sau thì trở về nhà tự chữa trị nhưng phải nghỉ học dài ngày. Một vài tháng đầu còn có bạn bè thầy cô qua lại chăm sóc, an ủi, thì dần dần chỉ còn có mình Thơ với bóng tối. Nhiều đêm Thơ lại cảm thấy hình ảnh của chị Nhàn, anh Thắng và em Hoài hiện về. Phải mất tới gần 3 tháng vừa điều trị tại viện vừa điều trị tại nhà thì sức khỏe của Thơ mới dần dần hồi phục. Giấc mơ học hành dang dở, cho đến tận năm 2012, Thơ mới dám bình tâm quay trở lại để đi học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Và rồi cứ mỗi sáng sớm, bố mẹ đưa Thơ ra đến bến xe bus đón xe, rồi cứ thế một mình anh đi xuống dưới thành phố Hà Nội, nhờ người nọ người kia dẫn đường để đến trường học. Ngày ấy bố Thơ dù là bị mắc bệnh ung thư vòm họng đã 7 năm, nhưng hãy vẫn còn khỏe để có thể cáng đáng được công việc ruộng đồng kiếm tiền nuôi con ăn học. Kết thúc cái chương trình học ấy, dù là có nghề tẩm quất massage của người mù, nhưng Thơ cũng không thể tự làm được bởi vì cơ thể quá yếu, cứ trái gió trở rời là lại đau nhức mệt mỏi. Những mảnh bom ngày nào đã cắm sâu vào bên trong cơ thể làm đứt gân tay, thế nên giờ đây Thơ chỉ có thể cầm nắm được những vật nhẹ nhàng. Về sau này, sức khỏe của bố Thơ ngày càng yếu, bệnh ung thư vòm họng đã đi đến giai đoạn cuối. Thời gian nằm viện của ông nhiều hơn so với thời gian ở nhà. Một mình mẹ Thơ là bà Nguyễn Thị Xính bươn trải lặn lội, vừa chăm chồng ốm lại còn phải chăm con. Ba chị gái của Thơ cũng đều đã lập gia đình, thế nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên cũng chẳng giúp được gì nhiều. Có khi bà Xính đổ bệnh thì lại phải đi viện để chữa trị. Và mỗi lần như vậy, Thơ đều phải ở nhà tự mình lần mò cắm cơm. Buổi trưa và buổi tối, các chị gái tranh thủ mang thức ăn qua cho em, rồi lại vội vã đi làm. Gia đình Thơ thuần nông, ngoài trồng lúa, nuôi lợn, nuôi bò thì chẳng có gì đáng để gia tăng thêm thu nhập. Từ khi mà Thơ bị tai nạn, rồi bố bị bệnh nặng, gia đình ngày càng túng bấn hơn. Vài năm sau, gia đình mới được xếp vào hộ nghèo và có trợ cấp, cùng với tiền trợ cấp toàn tật hàng tháng của Thơ. Thế nhưng, khó khăn vẫn chồng chất khó khăn. Sau tai nạn kinh hoàng năm ấy, gia đình người gây án cũng không một lần hỏi thăm tới Thơ và gia đình các anh chị khác. Mãi theo thời gian, năm tháng nguôi ngoai, thì có một lần nọ, ông Lại Văn Doanh là bố của Lại Thị Kiều Lan mới tìm đến và xin lỗi các nạn nhân, đồng thời bồi thường 30 triệu đồng. Thế nhưng, quả thật mà nói, số tiền đó chẳng đáng là bao so với nỗi đau đã qua và vẫn còn. Điều mà bà Xính lo lắng nhất là sau này sức khỏe già yếu rồi, rồi lại còn lúc ông bà mất đi, thì ai sẽ chăm sóc Thơ khi mà một mình anh chẳng thể làm được điều gì với đôi mắt mù loà và sức khỏe đã quá yếu. Có người khuyên bà là nên mở lấy một quán nước nhỏ ngay tại nhà để cho Thơ trông hàng và có đồng ra đồng vào. Thế nhưng bà Xính nói, gia đình bà quá khó khăn, không có tiền để sửa sang, trong khi chồng bà thì bệnh tình ngày càng lúc càng nặng. Có đường tương lai phía trước, dĩ nhiên là còn nhiều gập ghềnh và còn đó là những ngày tháng nhọc nhằn. Thế nhưng đối với Thơ, chỉ ít thì anh cũng đã tìm được niềm vui nhỏ bé an ủi bản thân mình mỗi ngày. Đó là việc anh nhận chăm một số chú chim bồ câu được những người hàng xóm tốt bụng trong thôn gửi tặng. Mỗi lần như vậy, anh thấy mình bình yên và lại sẵn sàng sức sống, nỗ lực để đi tiếp trên bước đường đời vô thường này. Qua vụ án, cũng có thể thấy rằng tình yêu vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Thế nhưng tình yêu không phải là tất cả. Mất đi tình yêu cũng không phải là mất đi tất cả. Khi mà tình yêu không còn,
thì cũng hãy cư xử với nhau rộng lượng và nhân ái, để cho sau này không còn phải tiếc nuối, dày dứt hay ân hận bất cứ điều gì. Và tất cả những ai mà còn có ý định trả thù tình thì xin rằng hãy lưu tâm tới câu chuyện bi thảm này để có thể dừng bước trước khi quá muộn. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, Tiền Phong, VN Express, 24 giờ, Dân Trí, Tuổi Trẻ cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.